Hello cả nhà, rất vui là gặp cả nhà trong video tiếp theo của Hùng. Trong video tiếp theo, Hùng xin chia sẻ đến với tất cả mọi người, cô chú anh chị, đó là video cách mình ráp motor xe đạp điện. Video trước Hùng đã làm là cách tháo rồi, giờ video tiếp theo Hùng sẽ trong video này Hùng sẽ làm cái video mình hướng dẫn cho mọi người cách mình ráp cái motor điện của xe đạp điện. Sau khi mình đã vệ sinh sạch sẽ cũng như là bụi bặm rồi sét, nhưng mà rỉ sét mình là vệ sinh sạch sẽ rồi nha mọi người. Đó, chờ đây. Đó, sau khi mình đã vệ sinh sạch sẽ rồi nha. Bên trong này là hết rỉ hết sét này, sạch hết rồi nha mọi người. Đó, tất cả mọi thứ. Chung là những cái mé này rồi bi là mình đã vô dầu mỡ rồi nha mọi người. Bạc đạn á, mình đã vô dầu mỡ rồi xong hết rồi, hai bên hai cái mé. À, một bên má là bên líp sơn, còn một bên má là bên líp thắng. Rồi hồi mình đã vệ sinh xong hết rồi nha mọi người. Đó cũng như là phần bố thắng rồi, này Hùng đã vệ sinh, là nói chung là tất bằng tật xong hết rồi. Giờ là Hùng sẽ hướng dẫn với mọi người đi thẳng vào video, là Hùng sẽ hướng dẫn mọi người cách mình ráp cái motor điện vào nha mọi người. Sau khi chúng ta rẽ ra nha mọi người, chúng ta phải, giờ chúng ta ráp là chúng ta phải định hướng cho nó chính xác, là nó gồm có hai bên như Hùng đã nói, là một bên là bên líp đỡ sơn, mang sơn chạy, sơn mát sơn vào để mình mang cái bánh chạy, một bên là đỡ mình bắt cái má tháng, là nó có cái mạch điện là nó sẽ dẫn lên cái bộ điều chế đó, bộ điều chế điện để nó khởi động mà cho xe chạy đó. Mình sẽ định hướng nha mọi người, mình không định hướng rồi, thứ nhất, thứ hai là mình sẽ định hướng cái lớp của mình, là cái hướng đó là hướng nó chạy tới, tại vì khi chúng ta tháo ra thì hầu như là nó sẽ như thế này đó, mình sẽ không biết bên nào líp bên nào sơn đó, nên là chúng ta sẽ định hướng, thứ nhất chúng ta sẽ định hướng cái gai lớp là đầu tiên, là chúng ta định hướng là hướng quay tới, rồi chúng ta lắp cho nó đúng vào cái bên líp hoặc là bên thắng nha mọi người. Đó, như chúng ta đã định hướng, như những cái lớp mà nó sẽ có cái dấu mũi tên nó chỉ tới là chúng ta sẽ rất là dễ định hướng, còn những cái lớp mà nó không có cái dấu mũi tên định hướng đó, như cái lớp này nó sẽ có cái mũi tên định hướng này nha mọi người, này đó, mũi tên định hướng này nha mọi người, đó là chúng ta sẽ bật cho nó chỉ tới, nó theo cái hướng mũi tên đó, như giờ như này đó, như vậy này chúng ta sẽ bắt nó hướng nó chỉ tới như thế này đó nha mọi người. Rồi đó, chúng ta định hướng rồi, chúng ta sẽ lắp cái motor đó. Khi mà chúng ta motor chúng ta chỉ tới thì buộc là bên líp chúng ta sẽ nằm phía bên này, rồi bên thắng chúng ta sẽ nằm phía bên này, rồi chúng ta phải định hướng, chúng ta sẽ lắp qua đó, chúng ta đỡ qua là nó hít liền, 500 hít rất là mạnh. Đó, chúng ta đã định hướng rồi, rồi chúng ta lắp nó vào. Đó, nó sẽ ăn như thế này. Đó, người thấy chưa? Rất là hoàn chỉnh. Đó. Rồi. Đó, sau khi chúng ta đã kiểm tra, nói chung là hai má, nói chung là bạc đạn nó ổn định dầu nhớ rồi, không có gì chi tiết nữa luôn, là phết là những cái phết cao su nó cản nước, nó không cho vào motor này, nó sẽ không bị cháy, chúng ta chạy trời mưa hoặc là đường ngập nước đó. Rồi chúng ta sẽ lắp vào nha mọi người. Đó, chúng ta định hướng là bên này là bên líp đó mọi người. Đó, định hướng này là líp, chúng ta lắp bên líp đi vào. Thì cho thêm tí nhớt vào, nó chỉ giữ ổ bi này được bền hơn nha mọi người. Rồi chúng ta sẽ dùng búa, chúng ta khỏ nhẹ và điều vào nha mọi người. Thank you.
còn lại đó, chúng ta bên còn lại là bên thắng đúng không mọi người? Đó, thì chúng ta sẽ lắp vào phía bên nguồn dây điện. Ta luồn luồn dây điện qua nha mọi người, luồn qua lỗ chỉ bi nha. Ta đã luồn qua nè nha mọi người. Đó, luồn qua rồi. Đó, tương tự như ở phía bên clip trên này nha mọi người. Chúng ta bên này chúng ta phải cho vào, chúng ta có những điều vào. Rồi, sau khi chúng ta đã cho điều vào rồi, chúng ta tiếp tục bước tiếp theo là chúng ta sẽ siết tất cả những con ốc này vào nha mọi người. Chúng ta siết qua mọi người nhớ là chúng ta siết cho đều nha, chúng ta đừng ở nó siết hàng loạt là từ thế này qua đến thế này, chúng ta cứ kéo này con này con này rồi con này con này là tránh trường hợp này nó sẽ vô và đều không bị dính nha mọi người. Vậy mọi người tương tự phía bên này chúng ta cũng lắp ốc vào và chúng ta xếp cho nó đi nha mọi người. Này là nó ốc lục giác nên chúng ta phải dùng cái lục giác chúng ta dặn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
tương tự phía bên này chúng ta cũng giá ống vào điều hết rồi, chúng ta sẽ chiếc chiếu gấp nha mọi người. Rồi sau khi chúng ta đã bắt ốc hoàn thiện rồi, chúng ta sẽ tiến hành bước tiếp theo là chúng ta sẽ luồn cái mé thắng này vào và những con ốc và những cái lông đờn, nói chung là chúng ta tháo ra sao chúng ta sẽ đỡ, chúng ta lắp vào như vậy. Rồi sau đây không thể để cho mình. Sau khi chúng ta là lắp vào, chúng ta sẽ cho những cái đầu rác này vào, chúng ta sẽ so với cái đầu rác trong cũ trong xe và chúng ta gắn vào cho nó đúng hướng nha. Rồi chúng ta cho khởi động nha mọi người, và video Hùng đến đây kết thúc. Mọi người thấy hay cho Hùng xin một like và đăng ký kênh nha, và chào mọi người rất nhiều nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều đã xem video của Hùng.